Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an điều tra vụ nữ sinh tử vong, 37 học sinh nhập viện nghi ngộ độc. Ngày 6 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cho biết các cơ quan chức năng và công an thành phố đã đến làm việc tại các quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố. Động thái này nhằm thu thập thông tin, mẫu thức ăn để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 5 tử vong, 37 học sinh khác nhập viện nghi ngộ độc. Trước đó, ngày 5 tháng 4, nhiều học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Trường và trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang đã ăn sáng nhiều món khác nhau tại các quán ăn ngoài trường học. Đến 6 giờ 45 cùng ngày, nhiều học sinh có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra. Theo báo cáo của Sở Y tế, tổng số ca tiếp nhận tại các bệnh viện là 37 cháu, đã cho về theo dõi ngoại trú 7 cháu, 2 cháu được xuất viện, còn 28 cháu được theo dõi tại các cơ sở y tế có sức khỏe ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng thông tin rõ về trường hợp nữ học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Vĩnh Trường tử vong ngoại viện. Theo đó, trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường, ăn sushi, uống nước ngọt. Khoảng 30 phút sau ăn uống, cháu có biểu hiện nôn ói, sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu. Hội đồng Y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã hội chẩn và kết luận nạn nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Chiều 5 tháng 4, được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi để lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên nhân. Trước đó, nhiều học sinh ăn sáng trước cổng trường gồm các món cơm gà xé, bánh mì hamburger gà, bánh mì que. Sau đó, các học sinh này có dấu hiệu nghi ngộ độc nên nhập viện điều trị. Trong những trường hợp trên, có một nữ sinh tử vong. Vụ ngộ độc khi ăn sáng trước cổng trường, thành phố Nha Trang ra thông cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ra thông cáo báo chí về vụ việc rối loạn tiêu hóa sau khi ăn sáng xảy ra tại trường Tiểu học Vĩnh Trường và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thuộc phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang khiến một học sinh lớp 5 tử vong và 37 em khác phải đến bệnh viện điều trị. Về trường hợp học sinh lớp 5-4 của trường Tiểu học Vĩnh Trường tử vong, chiều 5 tháng 4 được sự đồng ý của gia đình, Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giải phẫu tử thi, lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, Công an thành phố Nha Trang và chính quyền địa phương điều tra, xác minh vụ việc, tổ chức điều trị cho số học sinh bị rối loạn tiêu hóa của hai trường nói trên. Tối 5 tháng 4, ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chủ trì làm việc với các ngành chức năng liên quan để tìm hiểu, đánh giá tình hình và đưa ra hướng giải quyết tiếp theo trong vụ việc. Theo báo cáo của các đơn vị liên quan, một số học sinh của hai trường này đã ăn sáng nhiều món tại các quán ăn khác nhau ngoài trường học. Đến 6 giờ 45 phút cùng ngày 5 tháng 4, các em có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói. Nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà, theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra. Các cơ quan chức năng và Công an thành phố Nha Trang đã đến làm việc tại các quán ăn khác nhau trên địa bàn thành phố Nha Trang để thu thập thông tin, mẫu thức ăn nhằm phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, đề nghị nhà trường, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc động viên, thăm hỏi các gia đình học sinh. Theo báo cáo của Sở Y tế Khánh Hòa, đến chiều 5 tháng 4, tổng số ca tiếp nhận tại các bệnh viện là 37 học sinh. Sau khi thăm khám, đã cho về theo dõi ngoại trú 7 học sinh. 2 em được xuất viện sau khi được điều trị và sức khỏe ổn định. Hiện còn 28 em được tiếp tục theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế. Tất cả các học sinh này đều có sức khỏe ổn định. Bộ Y tế vào cuộc vụ một học sinh tử vong do nghi ngờ ngộ độc ở Khánh Hòa. Chiều 5 tháng 4, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế Khánh Hòa về việc điều tra xử vụ việc tại trường học trên địa bàn thành phố Nha Trang. Cục An toàn Thực phẩm đã nhận được thông tin từ Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hòa về vụ việc. một học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tử vong chưa rõ nguyên nhân vào sáng 5 tháng 4. Cùng đó, một số học sinh khác cùng trường tiểu học Vĩnh Trường và trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc sau khi ăn sáng tại các hàng quán và người bán hàng rong xung quanh các trường. Đặc biệt, trong thời gian từ đầu năm 2024, trên địa bàn thành phố Nha Trang cũng đã xảy ra liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã có công văn số 711 ngày 5 tháng 4 đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân. Trong trường hợp cần thiết, có thể xin hỗ trợ hội chẩn chuyên môn với bệnh viện tuyến trên. Các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp điều tra, xử lý, xác định nguyên nhân vụ việc và công khai thông tin kịp thời để tránh gây hoang mang trong dư luận, xã hội, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có. Cùng đó, các cơ quan, chính quyền và cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm tại khu vực trường học, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, các đối tượng, cơ sở kinh doanh thực phẩm xung quanh trường học. Các trường cần nâng cao trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, ban phụ huynh học sinh trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học. Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa tập trung triển khai các nội dung công văn số 557 ngày 21 tháng 3, 2024 của Cục An toàn Thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm năm 2024. Nhiều vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến quán ăn đường phố. Mùa hè nắng nóng là thời điểm nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Công tác quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tỉnh Khánh Hòa thực hiện với nhiều biện pháp. Tuy nhiên, vẫn xảy ra nhiều vụ ngộ độc liên quan đến quán ăn ở đường phố. Tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Từ ngày 12 tháng 3 đến nay, tại thành phố Nha Trang ghi nhận liên tiếp 3 vụ ngộ độc thực phẩm do ăn ở các quán ăn gánh hàng rong lề đường. Mới nhất là vụ hàng chục em học sinh nhập viện sau khi ăn sáng ở khu vực trước các cổng trường ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Trong đó có một học sinh tử vong vào sáng 5 tháng 4. Sau các sự việc trên, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh huy động tối đa tất cả nguồn lực hiện có của đơn vị, nhân lực, thuốc, trang thiết bị để tập trung cấp cứu, điều trị chăm sóc bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm. Lưu ý, phân loại người bệnh có triệu chứng nặng, trẻ em và người già để ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên, kịp thời hội chẩn với bệnh viện đa khoa tỉnh về mặt chuyên môn khi có ca bệnh diễn biến bất thường, phức tạp hay xấu hơn, khó tiên lượng, tránh trường hợp bệnh diễn biến nặng, vượt quá khả năng thu dung điều trị của đơn vị. Đặc biệt, khi tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lưu mẫu bệnh phẩm, phối hợp cung cấp mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm và các thông tin có liên quan cho đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm. Ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, Sở Y tế cũng giao nhiệm vụ cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm tuyến huyện trong quá trình điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ điều tra và khử khuẩn nơi xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị kịp thời cập nhật kết quả về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với hầu hết các trường học ở thành phố Nha Trang, các trường đã chủ động thông báo cho phụ huynh về tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.